Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, liên quan đến những ồn ào về việc xuất hiện dòi trong miếng t tại quán bánh mì chảo Cục Điện Quán ở Thái Bình gây xôn xao dư luận. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ sở này đã thông báo tạm dừng hoạt động để kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên, không lâu sau đó, bánh mì chảo Cục Điện Quán đã ra thông báo chính thức ngừng hoạt động vĩnh viễn cơ sở này, mặc cho đây là thương hiệu đã có tiếng từ lâu. Đóng cửa vĩnh viễn cơ sở bánh mì chảo cột điện quán ở Thái Bình. Cụ thể, những ngày qua trên mạng xã hội ngày 8 tháng 5 xuất hiện đoạn video ghi lại các đĩa bánh mì chảo với ba tê lúc nhút dòi. Thực khách hoảng hồn phát hiện trong đĩa đầu tiên, dòi phủ gần khắp bề mặt nửa miếng ba tê. Ở các đĩa sau, tuy số lượng ít hơn nhưng vẫn dễ dàng nhìn thấy bằng mắt thường. Thực khách sau khi phát hiện vấn đề đa báo với nhà hàng và rời đi, từ chối khi nhân viên ngỏ ý đổi đồ mới sự cố trên được biết là ở cơ sở bánh mì chảo cục điện quán thái bình ngay sau khi sự cố xảy ra trên fanpage cục điện quán thái bình chuỗi cửa hàng bánh mì chảo cục điện quán khẳng định đã có hướng dẫn và yêu cầu về việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như chất lượng đồ ăn đồ uống nhưng cơ sở thái bình đã không tuân thủ các nội quy yêu cầu nên dẫn tới việc gây ra hậu quả nghiêm trọng làm ảnh hưởng tới khách hàng về sự cố trên, phía hệ thống xin nhận trách nhiệm và gửi lời xin lỗi đến 3 vị khách gặp phải trải nghiệm không tốt về quán cũng như tất cả các khách hàng khác. Trước đó, đại diện cơ sở cho biết cửa hàng đang tiến hành rà soát và cho làm vệ sinh khử trùng sạch sẽ khu bếp ăn cũng như đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng thời, cơ sở này thông báo tạm dừng hoạt động từ ngày 8 tháng 5 cho đến ngày 12 tháng 5 để tổng vệ sinh lại cửa hàng. Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất, thương hiệu bánh mì chảo Cục Điện Quán đã ra thông báo chính thức quyết định ngừng hoạt động vĩnh viễn cơ sở này, chứ không phải sẽ mở cửa lại vào ngày 12 tháng 5 như thông báo của Thái Bình trước đó. Mặc dù thương hiệu bánh mì chảo Cục Điện Quán đã có tên tuổi từ lâu, để đưa ra quyết định đóng vĩnh viễn cơ sở tại Thái Bình, chủ thương hiệu cho biết đã về Thái Bình kiểm tra trực tiếp mọi khâu kinh doanh từ nguyên liệu, quy trình bảo quản, chế biến đến phục vụ qua đó thấy rằng cơ sở thái bình đã không tuân thủ các nội quy yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm của chuỗi đồng thời cơ sở này chưa quản lý được sát sao nhân viên trong quá trình bảo quản nguyên liệu theo chủ thương hiệu đánh giá việc không đảm bảo quy trình là nguyên nhân dẫn tới việc dòi lúc nhúc trong ba t khi mang ra phục vụ thực khách gây ra hậu quả nghiêm trọng làm ảnh hưởng tới khách hàng và uy tín thương hiệu giải thích chi tiết hơn hệ thống này xác nhận loại ba t mà cơ sở thái bình sử dụng đúng là nhập từ trên tổng hệ thống bánh mì chảo cục điện quán vốn được sản xuất theo quy trình nghiêm ngặt được kiểm định đây là sản phẩm được đóng khuôn lớn cấp đông chỉ khi sử dụng mới lấy từ tủ cấp đông ra cắt và ráng dùng ngay tuy nhiên trong sự việc này cơ sở thái bình đã không tuân thủ quy trình bảo quản ba t bị hỏng. Quá trình phục vụ sau đó cũng không phát hiện ra vấn đề chất lượng này, để rồi đến tay khách hàng. Trong phản ứng mới nhất về sự cố nghiêm trọng này, bánh mì chảo Cục Điện Quán chia sẻ, chân thành xin lỗi toàn thể khách hàng của cơ sở Cục Điện Quán Thái Bình, đặc biệt là ba bạn khách hàng đã gặp sự cố hôm 7 tháng 5. Đại diện thương hiệu của chúng tôi đã gọi điện trực tiếp tới từng vị khách và gửi lời xin lỗi chân thành nhất. Nếu như bất cứ khách hàng nào đã từng dùng món ăn tại cơ sở Thái Bình gặp vấn đề về sức khỏe, xin hãy liên hệ chúng tôi để có biện pháp xử lý tốt nhất. Chuỗi hệ thống bánh mì chảo cuộc điện quán bày tỏ, chúng tôi không trốn tránh trách nhiệm và xin chân thành nhận lỗi. Thương hiệu bánh mì chảo cuộc điện quán cũng nhận lỗi về phần quản lý của mình, rằng dù hệ thống có hướng dẫn quy trình chế biến bảo quản, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và vẫn tổ chức giám sát định kỳ, nhưng cơ sở Thái Bình ở xa nên các hoạt động giám sát không được diễn ra thường xuyên, liên tục. Từ sự cố này, Bánh Mì Chảo Cục Điện Quán cho biết đã thông báo toàn hệ thống, yêu cầu tất cả các cơ sở ra sát lại hoạt động vệ sinh và công tác quản lý nhân sự. Cùng với đó, chủ thương hiệu cử cán bộ giám sát về từng cơ sở kiểm tra một lần. Tiệm Bánh Mì Phượng chặn đường từ thương hiệu 30 năm đến lầm xầm ngộ độc Cách đây không lâu, bánh mì vườn nổi tiếng Hội An cũng vướng phải nhiều lùm xùm về vệ sinh an toàn thực phẩm khi 150 người nhập viện do bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại đây. Là một thương hiệu nổi tiếng của Việt Nam vang tầm quốc tế. Vậy nhưng bánh mì vườn đã để lại một ấn tượng xấu trong lòng các thực khách yêu mến món ăn này. Từ trưa ngày 11 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9, cơ quan chức năng ghi nhận 141 người ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì Phượng nổi tiếng ở thành phố Hội An, trong đó có hơn 30 du khách người nước ngoài. Trước sự việc, nhiều bình luận cho rằng đây là sự cố đáng tiếc đối với tiệm bánh mì Phượng, một thương hiệu bánh mì nổi tiếng ở Hội An. Tiệm bánh mì Phượng ra đời từ những năm 1990, ban đầu tiệm chỉ là một quầy nhỏ trong chợ, nhiều năm nay đã trở thành địa điểm ẩm thực không thể bỏ qua khi du khách đến phố cổ Hội An, Quảng Nam, nhất là khách quốc tế nhất là khi Hội An ngày càng nổi tiếng trên bản đồ du lịch thế giới. Nằm trên đường Phan Chu Trinh, tiệm bánh của bà Trương Thị Phượng hiếm khi vắng bóng khách và dần trở thành điểm check-in trải nghiệm ẩm thực Hội An của du khách trong và ngoài nước. Khung giờ cao điểm từ trưa 11 giờ 30 đến 13 giờ 30, khách thường xếp hàng dài trước cửa chờ 20 đến 30 phút để gọi đồ. Phía trong nhà bàn nào cũng kín chỗ, thậm chí ngày cuối tuần từ 21 giờ đến 22 giờ đêm, khách vẫn tập trung đông chờ mua ổ bánh mì. Có thể nói, hiếm quán ăn nào tại Việt Nam lại xuất hiện nhiều trên truyền thông quốc tế như bánh mì phượng Hội An. Trong chương trình trải nghiệm ẩm thực No Reservation năm 2009, cố đầu bếp huyền thoại người Mỹ Anthony Boudin, người ăn bún chả cùng Tổng thống Obama ở Hà Nội, gọi bánh mì phượng là bánh mì ngon nhất thế giới. Ông Anthony Boudin cũng không ngần ngại đưa ra đánh giá hương vị bánh mì phượng là một bản giao hưởng bánh mì. Chỉ gần 2 phút xuất hiện trên chương trình này, bánh mì phượng đã vươn tầm thế giới, tạo nên cơn sốt trong cộng đồng du lịch và từ đó bánh mì phượng càng trở nên nổi tiếng, thu hút đông thực khách trong và ngoài nước hơn. Nhiều năm qua, bánh mì phượng đã được các trang web về du lịch uy tín trên thế giới như Chip Advisor Foursquare đánh giá là một trong những loại bánh mì ngon nhất thế giới, cũng như nhận được hàng ngàn phản hồi tích cực của thực khách. Năm 2017, The Traveler miêu tả khung cảnh những gia đình có trẻ nhỏ, những cặp đôi và nhiều du khách trẻ đứng chờ đợi để thưởng thức bánh mì phượng. Tác giả đã có đến 3 tháng ở Việt Nam để trải nghiệm những món bánh mì khác nhau để so sánh với bánh mì phượng. Cuối cùng, tác giả đưa ra 5 loại bánh mì họ cho rằng ngon nhất Việt Nam, bao gồm bánh mì phượng Hội An, bánh mì Mà Đàm Khánh Hội An, bánh mì Hòa Mã Thành phố Hồ Chí Minh, bánh mì Như Lan Thành phố Hồ Chí Minh và bánh mì Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2018, CNN yêu ái gọi bánh mì là The King of Sandwich, xem đây là món ăn mà du khách quốc tế không thể bỏ qua khi đến Việt Nam. CNN đã gợi ý địa chỉ bánh mì ngon tại Hội An như bánh mì Phi, Madame Khánh, bánh mì Sài Gòn tại Hội An, bánh mì Cô Lành và bánh mì Phượng. Tháng 5 năm 2019, bánh mì Phượng chính thức khai trương chi nhánh ở khu Yonam, quận Mapo, thành phố Seoul. Không gian quán được trang trí mang nét đặc trưng của Hội An với tường vàng, đèn lồng, hoa giấy và xích lô. Địa chỉ nhận được sự yêu thích của du khách và người Hàn Quốc. Nhiều người chọn quán là địa điểm check-in. Thời điểm này, bánh mì Phượng xuất hiện nhiều trên kênh mạng xã hội của xứ sở Kim Chi. Tháng 8 năm 2023, tờ SCMP của Hồng Kông gọi Hội An là kinh đô ẩm thực của Việt Nam. Tác giả có đề cập tới bánh mì và địa chỉ gợi ý là bánh mì Phượng. Trải nghiệm hương vị bánh mì Phượng có người khen có người chê, tuy nhiên người khen chiếm đa số. Ẩm thực là khẩu vị, có thể ngon đối với người này và không ngon đối với người khác, bánh mì Phượng cũng vậy, nhận lời khen chê về hương vị là bình thường. Trao đổi với phóng viên, một người dân Hội An cho biết, hầu hết người mua bánh mì Phượng là du khách, trong đó rất nhiều người nước ngoài. Người này nói, có lẽ họ nghe danh tiếng của bánh mì Phượng nên tìm đến trải nghiệm, cũng có người thích hương vị bánh mì của tiệm này nên cứ đến Hội An là ghé mua. Từ ngày mở cửa hàng tại đường Phan Châu Trinh, bánh mì Phượng ngày càng trở nên đông thực khách và nổi tiếng. Hiện tại sau sự cố hàng trăm người ngộ độc trong đó có 33 du khách nước ngoài quốc tịch Úc, Anh, Nhật, Chile, một người Việt quốc tịch Đức, tiệm bánh mì Phượng được yêu cầu tạm thời đóng cửa từ ngày 13 tháng 9. Trước đó, Tri cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Nam đã lấy mẫu lưu của cơ sở và mẫu có liên quan gửi kiểm nghiệm tại Viện Pasteur Nha Trang, dự kiến 7 đến 10 ngày sẽ có kết quả. Trong ngày 14 tháng 9, liên hệ với con trai của bà Trương Thị Phượng, chủ tiệm bánh mì Phượng qua điện thoại, người này cho biết việc xảy ra là sự cố không ai mong muốn, gia đình anh đang rất buồn và lo lắng. Từ sáng ngày 14 tháng 9, đại diện của gia đình đã liên hệ với các bệnh viện trên cơ sở danh sách cập nhật từ Tri Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh để gặp gỡ thăm hỏi động viên những người đang nằm viện do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì phượng. Con trai của chủ tiệm bánh mì phượng nói, trước mắt gia đình đi thăm hỏi những người bệnh trước, thăm từng trường hợp một, thăm hỏi động viên và có hỗ trợ chi phí bước đầu để chăm lo cho họ. Trường hợp ở xa hoặc xuất viện rồi thì mình xin số điện thoại để gọi điện hỏi thăm và xin số tài khoản để hỗ trợ. Sự việc như nào thì cơ quan chức năng đang làm. Đồng thời anh cũng cho biết từ khi xảy ra sự việc, mẹ anh cảm thấy rất buồn, mệt mỏi nên phải nằm ở nhà nhờ người chăm sóc. Trước lùm xùm này, chắc chắn chủ tiệm bánh mì Phượng sẽ phải chịu trách nhiệm, tuy nhiên sự việc này còn đem lại tổn thương không hề nhỏ đối với thương hiệu bánh mì Phượng nói riêng và thậm chí ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Hội An. Bánh mì Phượng từng bị tố hách dịch, bị dân mạng kêu gọi tẩy chay. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên bánh mì Phượng gặp phải những lùm xùm trong quá trình kinh doanh. Nhớ lại khoảng cuối năm 2021, tiệm bánh mì này từng bị tố hách dịch, thậm chí là phân biệt đối xử với khách ở nơi khác đến, khiến dư luận không khỏi bức xúc và kêu gọi tẩy chay. Theo đó, vào tháng 12 năm 2021, mạng xã hội được dịp xôn xao trước bài viết tố bánh mì Phượng có thái độ hách dịch, thiếu tôn trọng khách hàng. Theo nội dung bài viết, nữ du khách cho biết, chị xếp hàng gần 20 phút để chờ nhân viên làm 30 ổ bánh mì cho một người khách đến trước mình. Khi sắp đến lượt, chị nhắc nhân viên làm cho năm ổ bánh mì. Tuy nhiên, thay vì vui vẻ lịch sự trả lời khách, nhân viên quán bánh mì Phượng lại khẽ ngưng nhịp đũa rồi im lặng không trả lời. Điều đáng nói là họ lại bán hàng cho những vị khách đến sau. Khi người này thắc mắc, nhân viên bánh mì Phượng lườm xéo, chửi tục cho biết lý do đơn giản là chị mua nhiều hơn các vị khách đến sau 4 ổ bánh mì. Vị khách này ngơ ngác nhìn những người xếp sau mình cầm bánh ra đi. Họ cố tình trêu người, khi biết rõ tôi là người đến trước, Câu trả lời của người bán sức sược, thái độ hách dịch, lườm liếc, vì tôi mua nhiều hơn mấy người sau 4 ổ, vậy còn công sức tôi đứng chờ 30 ổ mất hơn 20 phút thì sao? Trong bài viết, nữ du khách cho biết, có thể chị nói giọng miền Nam nên bị nhân viên quán bánh mì nổi tiếng Hội An coi thường phân biệt đối xử. Nữ du khách bức xúc đặt ra câu hỏi, các bạn thử nghĩ giữa đợt dịch vắng khách ở Hội An thái độ còn như thế, thì mua trước đây hay sau này tái hội nhập thì họ sẽ như thế nào? bài viết đăng tải đã nhận được hàng nghìn lượt bình luận chia sẻ và bày tỏ cảm xúc rất nhiều trang mạng xã hội đã lấy lại nội dung đăng tải và nhận được nhiều ý kiến trái chiều có người vào bình luận với tinh thần xây dựng để chủ quán huấn luyện lại nhân viên có người lại cho rằng không nên nghe một chiều mà phải nghe từ nhiều phía có người so sánh bánh mì phượng như những hàng bún mắng bún chửi ở địa phương khác và thái độ nhân viên của quán như thời mậu dịch bao cấp quan liêu Người viết bài cho rằng mình viết không chỉ vì cá nhân mà thực sự mong muốn một vùng đất Hội An đẹp hơn trong lòng du khách, dù là trong lòng khách Việt Nam hay quốc tế. Liên hệ với bà Trương Thị Phượng, chủ quán bánh mì Phượng cho biết, sự việc hôm đó bà có đứng bán cùng nhân viên quán và chứng kiến toàn bộ sự việc. Bà Phượng cho biết, hôm đó Hội An có tổ chức một số sự kiện cộng với lễ giáng sinh nên đông khách du lịch đến thành phố, nhân viên ngày hôm đó lại ít nên có việc khách phải chờ đợi lâu. Theo bà Phượng, vị nữ khách này có mua 6 ổ và đứng chờ lâu nên có phẫn nộ khi chị này vẫn nộ thì nhân viên của quán đều đứng hình, tuy nhiên nhân viên vẫn làm bánh mì cho chị này, nhưng tuyệt đối nhân viên tôi không nói tục. Bà Phượng thừa nhận, cách đây mấy năm nhân viên cũng có làm mất lòng khách, nhưng khi bà nghỉ dạy học chuyên tâm vào tiệm bánh mì này và bà đào tạo lại nhân viên, từ đó không có chuyện xảy ra đối với khách. Bà Phượng nói, khách hàng là thượng đế, là người nuôi mình và nhân viên thì không có lý do gì nhân viên lại đi làm phiền họ khi họ đến mua bánh mì để thưởng thức. Theo bà Phượng, do nhà đang sửa chữa và hệ thống camera tạm thời ngưng nên không thể xem lại quá trình diễn ra sự việc. Bà Phượng khẳng định, tôi đứng bán cùng nhân viên và chỉ có mình chị ấy bực bội chứ không có khách nào phản ứng hết. Bà Phượng cũng chia sẻ, sau khi đọc được bài của nữ khách hàng trên mạng xã hội, bản thân bà bị mất ngủ mấy ngày nay, gia đình cũng rất buồn. Để giải tỏa những hiểu lầm, bà Phượng đã tìm cách liên lạc với khách hàng và gửi lời xin lỗi. Tôi đã gọi điện cho cô ấy xin lỗi và bày tỏ mong muốn được bỏ qua những hiểu lầm không đáng có. Thật sự tiệm bánh mì của tôi nhỏ, chỉ bán bình dân, hơn 30 năm được khách hàng yêu quý, ủng hộ. Đây là một bài học cho tôi để phục vụ khách hàng tốt hơn. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, lời xin lỗi của chủ quán bánh mì Phượng dường như không giúp xoa dịu dư luận. Rất nhiều bình luận bức xúc chia sẻ cho rằng đây không phải là lần đầu họ phàn nàn lên tiếng về thái độ bán hàng như đuổi khách của thương hiệu bánh mì nổi tiếng này. Thời gian gần đây, vì khách hàng bị ngộ độc thực phẩm khi ăn bên ngoài xảy ra càng nhiều, vì vậy việc đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tại các hàng quán ăn là vấn đề cần được quan tâm và chú ý. Mùa hè đã tới và đây là thời điểm các vi sinh vật dễ dàng phát triển và lây lan nhanh chóng. Các quán ăn cần lưu ý luôn phải giữ gìn hàng quán, thực phẩm luôn tươi, đảm bảo chất lượng. Thời lượng đến đây cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.